Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình trên kênh Cao Nguyên Đá. Hiện tại thì mình đang có mặt trong thôn Lũng Lừa A thuộc xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Bây giờ Cao Nguyên Đá là đang trên đường đi lên trên nhà anh Cơ chị Lầu mọi người ạ. Cũng rất mong là mọi người thông cảm vì ngày hôm qua thì Cao Nguyên Đá không ra được video, lý do là do cái máy quay nó bị vào nước. Nên là đến ngày hôm nay mới khắc phục được. Mà hiện tại bây giờ mình đang vào nhà anh Cơ chị Lầu là gần 2 giờ chiều rồi. Hôm nay vào thì để xem cái quá trình gia đình đập đá xong chưa mọi người ạ. Cũng như là mình sẽ đến gặp cái anh chủ máy sắt bột đá để đặt vấn đề là về cái giá thuê máy mọi người. Hôm trước em Pó còn nói với mình là 1,2 triệu. Nhưng ngày hôm sau mình gọi điện lại thì em còn nói mình là chủ máy đang đòi là 1,5 triệu là thuê máy, còn chưa tính tiền dầu mọi người ạ. Còn nếu tính tiền dầu nó sẽ là 1,8 triệu cơ. Hôm nay vào thì mình cũng nhờ em Pó là đi cùng xuống dưới nhà anh chủ máy sắt bột đá để làm lại giá với thống nhất lại cái giá cả cho nó hợp lý cả hai bên mọi người ạ. Cuối cùng đã đến nơi rồi. Nhốt ở trong nhà. Có ai ở nhà không? Mở cửa em nào. Mở chưa? À, chặt thế. Ừ. Vâng, em chào chị. Chị đang xe lanh nhỉ. Vâng, em chào anh nhé. Con gái làm sao đấy? Đang nằm ngủ thôi à? Chắc là vừa chơi cái gì sao dán lên chán này, chưa bóc ra. Cái kia là thuốc hay là gì đấy? Epo. Không phải thuốc dán. Chắc là chơi thôi đúng không? Mình tưởng là thuốc. Thế bị ốm như nào đấy? Bị đau đầu anh. Đau đầu à? Cho uống thuốc gì chưa? Chưa. Đi có cúng không? Đúng rồi, vừa cúng xong. Vừa cúng xong á? Không, anh để anh về thì cúng đi. Cái hôm mà đập đá đấy á? Vâng. Là buổi chiều đấy là cúng luôn à? Vâng. Ôi giời. Thế là có cái con gà trong gậm giường ấy là làm cúng đấy à? Có đi, có một đô gà ở nhà em đấy. Cái mộ có con. Cúng mất một đôi gà. Đôi gà ta đấy. Ôi giời. Anh đã dặn là không được cúng rồi. Đi ra mua thuốc cho cháu uống, cho con uống là khỏi mà. Anh Cơ đang làm gì đó? Đang bổ củi à? Chán nhờ, thế là hai con gà lại ấy rồi. Hai con gà thiệt mạng oan rồi. Tao đi của anh ra xem cái đống đá xem hôm trước này. Đấy, mình đi ra anh chị cười khúc khích, không biết cười cái gì. Đấy, về là gấp đôi hôm cũng hôm trước rồi. Thế ở nhà đã ăn cơm chưa? Ăn rồi anh. Ăn rồi á? Vâng. Hôm nay ăn ở bên nhà anh Cơ à? Ăn ở nhà anh Cơ. À. Thế con ốm thì hôm nay ở dê có thả không? Có này. Con bé đi chăn à? Anh đi.
Em vừa đi chăn về rồi thì con bò này đã thay dây cho nó, à được rồi, buộc thấp xuống rồi đúng không? Đúng rồi. Ừ, để cho nó nằm ngủ chứ. Đứng nhiều nó mệt lắm. Nhìn con bò sứt cái da kia mình tưởng nó bị viêm da nổi cục mà may không phải. Thế hôm kia cúng là hết bao nhiêu tiền? Thế thì 100.000 tiền công cho thầy cúng à? Vâng. Hai con gà nữa. Vâng. Cho thầy cúng một con à? Thầy cúng con. Hai con gà to không? Bé đây. Bé bằng nào? Một con cân hai. À. Tiền đấy mà để đi mua thuốc thì có 20.000 là khỏi ốm rồi. Chị biết chưa đi làm mua thuốc. Thế hôm nay là cháu có ăn không? Có. Cháu gái ăn được cơm không? Có. Ăn được rồi, vừa ăn xong rồi. Cái này đây là làm cái cà kheo ấy đúng không? Là cô teacher thì sáng nay anh cứ về làm cho. À, làm cho con gái, con cho con trai? Và cho con trai, cho con vừa. À, cho con vừa là. Ôi, chả có việc gì nhỉ? Chưa có gì. Ngô thì chưa đến lúc thu. Bây giờ ở nhà hay thôi, loanh quanh làm việc nhà, lấy cỏ chăn nuôi. Vâng. Và anh Cơ chịu khó đi lấy củi. Vâng. Sắp đến mùa đông rồi em ạ, đi lấy củi đi về, có cái đun mùa hè bên mang về nắng nó còn khô được. Vâng. Mùa đông nó ẩm nó không khô được đâu. Cuộc sống bình dị diễn ra hàng ngày của bà con ở trên vùng cao mọi người ạ. Bò ấy mẹ đi về nhà rồi. Đây cái này làm này để buộc củi à? Vâng. Mình đi sang em bò đấy. Mọi người xấu hổ. Mình ở đấy không thấy ai cười nói mấy đâu. Nhưng mà đi về không có mình là mọi người cười nói vui vẻ lắm. Thay quần à? Ừ, đi thay quần thôi, hai em đi xuống nhà anh chủ máy. Anh Cơ với chị Lầu vẫn là dùng chung nước với nhà em chứ đúng không? Chung nước với anh ạ. Ừ. Nhà và anh đấy là không có bể chứa nước mọi người ạ. Bây giờ mình với em Pó là hai anh em đi sang bên chỗ anh chụp máy. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người sau ít phút nữa. Đâu chụp máy đã đi. Đâu nhờ đâu. Đây à? À nhà xây đây đúng không? Có ở nhà không?
Ây da, nhà xây to thế nhờ. Vâng, em chào chị. Ui, nhà rộng nhờ. À, vâng, em chào anh Di nhờ. Nhà rộng thế. Nhà anh Diê phải to nhất xóm đấy nhờ. Đúng rồi. Thế cho em đi tham quan nhà một tí đã nhé. Dạ. Bao nhiêu cái cột đây anh? 20 cái. 20 cái cột. Ờ. Nên thì u rút chân lột đáy rồi này. 20 cái cột mọi người ạ. Rộng thật. Đây mọi người. Từ đây lên trên đến đỉnh như vậy là 4,5 mét gì anh? Chưa đến mà. Vâng, chưa đến á. Ờ, đúng rồi. Lên đến nóc phải 4,5 mét chứ, cao như này mà. 4,5 mét rồi. Vâng. 20 cái cột. Tiền mua gỗ này là đủ để xây thêm một cái nhà nữa rồi. Đủ. Đủ không? Đủ chứ. Ấy xây mua gỗ hết bao nhiêu tiền? Mua hết là tất cả là 20 cái là 30 triệu. 30 triệu đúng không? Thế là đủ xây một cái nhà rồi, giống như anh Cơ chị Lầu ấy, sắp vàng rồi. Rồi. Cho em thăm chuồng. Ôi kìa, có con chó lông màu lửa đẹp nhỉ. Bên này có phải của nhà anh không? Đây của nhà chú. À, nhà anh chú ạ. Nói chung là hệ thống chuồng trại nhà cửa sạch sẽ. Đâu con anh đâu? Nào, con... hai con nó phải hết mà. Hai con này à? Hả? À. Con, một con này. Ba con trai. Thế con gái là mấy con anh? Con gái một con thôi. Vâng. Đã đi lấy chồng chưa? À, con gái. Con gái á? Vâng. Bé mà, 7 tuổi rồi mà. À. À. Thế là bé nhất nhà. Rồi. Đây là nhà điều kiện nhất thôn rồi. Anh ơi, xong ra đây em ngồi em nhờ một tí. Con này hầu hết lớp 9 ở đây chuẩn bị đi hầu Thái Nguyên. À, em này cũng đi học Thái Nguyên à? Mà. Đấy, à, đợt này là bên Thái Nguyên là cũng tổ chức nhận các em các hộ khó khăn này cũng như là các em ở trên vùng cao xuống đi học ở Thái Nguyên đấy. Mọi người nhớ có em Phình ở bên làng tỉnh giáo B cũng cũng chuẩn bị đi Thái Nguyên học. Đây anh ngồi ra tận đây đi, ngồi ra đây này, dạo này anh em nói chuyện. Mình ngồi gần chủ nhà một tí. Mình thấy thì thánh rồi. Vâng. Cậu này đang chuẩn bị nấu cám à anh? Nấu cám lợn đúng nữa. Đúng rồi. Nhà của anh Diên này làm lâu chưa? Làm được 2 năm. À, mới làm được 2 năm thôi. 2 năm. Trước là làm hết bao nhiêu tiền này? Tổng 250. 250 triệu. Ừ. Bao nhiêu gạch anh? Gần 220. 2,200. Ờ, 2,200. 2,200 viên gạch. Và lô là 200. 200 tấm. Ừ. Ngôi nhà quá đồ sộ luôn. À, nhìn như này nó rơi khoảng tầm 200 m². Em bảo đấy, đang xuống hỏi anh là nhà anh Cơ với chị Lầu là muốn sát thêm bột đá để sửa cái chuồng ấy. Thì không biết là bây giờ anh định lấy tiền thuê máy bao nhiêu tiền? Đó, em tự mua dầu thì lấy chiểm tá đâu. Em tự mua dầu tự nghèo. Rồi họ anh cho đi họ 2-4 năm đi còn nghèo.
Triệu tám đấy là tiền mua dầu. Cho thế cho thuê máy không mà triệu tám á? Cho thuê máy máy không thì lấy chuyển mũ thôi. À, còn nếu như mà anh làm cho em đúng không? Đúng thì rồi. là 1 triệu 8. À. Xong là anh có cả người lên là sát luôn cho à? Không. Hay là nhà chủ nhà tự chủ, đi sát? Chủ nhà tự đấy. Ê, là chỉ có em một mình ở cùng máy thôi. À. À. Có nghĩa là bây giờ nha, em tự đi mua dầu này, anh cho thuê máy không này là 1 triệu 1. Không, thế thì không làm. Làm như nào? Thuê máy không là chuyển mũ. Nhưng mà... từ mua dầu cả mua dầu cả mà tiền máy là anh chuyển giết anh tự mua dầu à. tự mua dầu tự lên cả rồi. Cả máy của anh là rồi. Mua dầu xong rồi. Gia đình là hỗ trợ sát bột đá rồi. Là 1,5 triệu rồi. 400 là can dầu ấy à, can dầu ấy vâng à. Cái tiền máy thì nó tính 1,5 triệu rồi tính 1,5 triệu thôi ấy gì à. À. Đấy, rẻ mà không có đáp bao nhiêu mà. Ê, em lại tưởng hôm trước em bó bảo là 1,8 triệu em bảo là làm sao đắt thế được. 1,8 triệu thì hòn thơ tránh sát thì nó chỉ dưới cái ngày mai đã làm được chưa anh? Làm được mà. Làm được rồi đúng không? May làm cũng được mà. Bây giờ nhá tổng là 1,5 triệu đúng không? Đúng rồi. Em sẽ gửi anh trước 500.000 anh đi mua dầu. Đúng rồi. Sáng ngày mai bắt đầu làm cho em, 7 giờ sáng ngày mai bắt đầu làm nhá. Đúng. Được không? Được. Được nhá. Được mà. Thì tí nữa em bây giờ em gửi anh 500.000 luôn này. Được. Không mà chiều anh ra huyện mua dầu luôn. Gửi 500.000 tí về mua dầu. Đây, để em gửi anh 500.000 trước nhá. Rồi. Còn 1 triệu ngày rồi, mai 1 triệu. Sát xong hết sách xong dầu đấy thì em gửi luôn 1 triệu còn lại. Rồi. Nhá. Rồi. Vâng. Đấy, hôm nay xuống hỏi hôm trước có 1,8 triệu ấy mà ui đắt quá. Bởi vì là như này anh ạ, bây giờ tiền hỗ trợ của nhà anh Cơ với chị Lầu ấy, bây giờ là đang còn là 4,5 triệu. Thì 4,506,000 thì trong đấy là đây hôm nay mình đã hết 1,5 triệu rồi, còn 3 triệu nữa còn phải đi mua giường cho nhà anh đấy ở nữa. Ngủ ấy. Bây giờ 4 người ngủ một cái giường đúng không? Đấy, còn mua thêm ván để sửa chuồng nữa cơ, mua thêm xi này, mình còn đang lo thiếu tiền đấy mọi người ạ, phải tính làm sao cho nó hợp lý. À, cũng qua đây thì Cao Nguyên Đá cũng xin phép là được kêu gọi quý cô bác anh chị Mạnh Thường Quân là hỗ trợ thêm gia đình thêm 1,000,000 nữa để mua cái vật phẩm đó là chăn màn để cho các cháu ngủ ở cái giường mới mọi người ạ. Hiện tại cái giường mới mình chưa chuyển vào được bởi vì là mình cũng đang tìm xem có cái chuyến xe nào đi cùng vào đây không thì mình có thể gửi để hoặc ghép nhờ cho cái giá vận chuyển nó rẻ hơn mọi người ạ. Không chứ thuê từ ngoài huyện mà chở vào đây thì nó mấy trăm nghìn tiền cước cơ, 300.000, 400.000 đấy. Thế thì bao giờ đi mua dầu may 7 giờ 8 giờ là nói chung là làm giờ nào thì tùy các anh thôi, mình làm sớm thì cho đỡ vất, đúng nghỉ rồi. Sớm làm sớm là xong thì nghỉ sớm vâng cần mua chi tiền thôi. Thế nhưng mà nếu như mà mai mà làm anh nếu mà mai làm cái đấy thì có phải cần nhiều người hộ không? 6 người làm được mà. 6 người à? Ờ. Thế là tính là năng người, ấy là một người thôi. Vâng. Tính là người. Thế thì mai em gọi thêm 3 người nữa. Thằng nhá. Hay anh Cơ, anh Cơ này, chỉ, Pó này. Đúng rồi, 3 là 2 rồi. Anh là 3. Rồi nhờ bảo em Pó nhờ thêm 3 người đến nữa hộ. Đúng rồi. Vâng. Còn chị Lầu kia còn phải đi lấy cỏ cho bò. Rồi. Con gái đang ốm rồi, không đi chăn được. Thế à? Vâng. Rồi thông tin cho. Cho chị. Vâng. Nhiều đồ. Thế mai nha anh nhá. Rồi. Thống nhất là ngày mai nhá. Rồi. Vâng. Nhìn mấy thanh niên này ăn ngô nướng. Cho chú ăn với. Hả? À. Hết chưa? Đây xem là như hết rồi hay sao ấy. À. Đây nướng còn chưa chín đây đang nướng lại đây. Còn cái nào không cho chú với? À? Tuần nữa là thu được ngô rồi anh nhờ. Ê, chắc là tháng này đó. Tháng sau mới thu à? Nhà anh tháng sau mới thu à? Thế là trồng muộn đấy chứ. Trồng muộn ấy. Có nhà là em thấy thu rồi. Sau. Trồng trước thì thu trước. Vâng. Ôi, cỏ bò nhà anh ấy trồng tốt không này?
Không, đi mua ở kho bay ấy. À, anh đi mua ạ? Ờ, mua về đấy. Anh mua chỗ này hết bao nhiêu tiền? Thế 3 triệu. 3 triệu tiền cỏ á? Ờ. Cái này để trồng đúng không? Ờ, mua trồng á? Vâng, cỏ giống này, cỏ giống. Trồng thì ấy phải đi mua. Vâng, thì đây là cỏ giống. Đúng rồi. Vâng. Thôi em đi về đây. Rồi. Mai anh nhá. Rồi, mai anh em mình gặp nhau ở trong đấy nhá. Rồi rồi. Vâng. Thôi chào mọi người nhá, chào chị rồi, nhá. Mà nhớ nghe chưa? Chị không biết. À, chị không biết tiếng à? Ôi đầy gỗ nhà. Mua vé. Cái này mua vé. Anh cũng đi mua. Ờ cũng mua hết. À em tưởng là gia đình mà đi lấy được bằng này củi chăn quá. Bằng này em rồi 10 triệu. À. 10 triệu đến củi. Vâng. Ôi, em đi về đây. Rồi, vâng ạ. Bây giờ mình đưa em bó về. Thế mai bó nhờ thêm 3 người nữa cho anh nhá. Ừ. Mình với em bó là về đến đoạn đường lên nhà anh Cơ rồi. Bây giờ anh nhờ em nhá. Em đi lên nói lại với anh Cơ giúp anh là ngày mai là bắt đầu làm nhá. Vâng. Đấy, xong xem nhờ ai thì mai nhờ thêm 3 người nữa. Vâng. Nhờ thanh niên ấy, khỏe khỏe, làm việc khỏe nhá. Vâng. Xong bảo anh Cơ với chị Lầu là yên tâm, mai anh sẽ mua thức ăn vào để nấu cơm để mà mời mọi người nhá. Vâng, vâng. Ừ, thế thôi, đi về đi. Thì chào anh nhá. Ừ. Nào, bắt tay cái. Rồi. Ừ. Mọi người ạ, video bây giờ cũng tương đối là dài rồi thì mình cũng xin phép là được dừng video tại đây thôi. Nếu mọi người thấy video hay, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận được nhiều video mới nhất trên kênh Cao Nguyên Đá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.